Xin được cảm ơn sư cô MC đã giới thiệu chúng tôi đến cùng toàn thể quý vị. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay để cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên ni sư trụ trì cùng ni chúng. Kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử. Tối hôm nay theo chương trình thì tối hôm nay tại chùa Hòa Tiên có buổi giảng pháp. Thời giảng pháp tối hôm nay chúng tôi vô cùng hoan hỷ được ni sư trụ trì, trưởng ban tổ chức thỉnh mời về đây để chia sẻ Phật pháp với toàn thể quý vị. Lời đầu tiên cho phép chánh định được nói lời kính vấn an sức khỏe đến ni sư trụ trì cùng ni chúng và toàn thể đạo tràng Phật tử tại chùa Hòa Tiên tối hôm nay. Lời kính chúc sức khỏe và lời cầu nguyện thân tâm luôn được an lạc. Kính thưa quý vị, đạo Phật ra đời cách đây hơn 25 thế kỷ về trước. Với phương châm là giúp cho mọi người được chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Tại sao gọi là chuyển mê khai ngộ? Vì tất cả chúng sanh đang bị một cái màn vô minh che phủ. Chính vì cái màn vô minh che phủ cho nên chúng ta bị gọi là mê muội. Từ cái mê muội này dẫn đến cái sự khổ, khổ đau. Có nhiều người thưa sư, con cũng học cao hiểu rộng, bằng cấp á, đại học có, cao học có, tiến sĩ cũng có, mà tại sao gọi mình bị mê, mê muội? Cái chữ mê muội thì nhà Phật gọi là vô minh. Chính vì mình vô minh tức là không có liễu tri được tứ đế, mà nhà Phật gọi là tứ diệu đế. Tứ đế là bốn chân lý hay là bốn sự thật? Tứ là bốn, đế là gì? Chân lý là sự thật. Đức Phật Ngài dạy trên thế gian này nó có bốn chân lý hay là bốn sự thật. Nếu như người nào mà liễu tri thấu rõ bốn chân lý này thì người cái bốn chân lý này nó sẽ trở thành là tứ diệu đế. Và khi chúng ta liễu ngộ chứng đắc được tứ diệu đế này thì bốn pháp này nó trở thành là tứ thánh đế. Hiểu chưa? Tức là nó chuyển mê cái người, nó chuyển cái người mà từ phàm á mà liễu tri được tứ diệu đế này thì nó trở thành là tứ thánh đế. Cái này gọi là chuyển mê khai hay ngộ. Thì hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ một cái bài pháp có tựa đề là chúng ta phải tu tập tứ thanh đế hay là tứ diệu đế hay là bốn chân lý. Bốn chân lý này gồm có chân lý thứ nhất đúc khá sách chá, được gọi là khổ đế, là chân lý thứ nhất nói về sự khổ.
Và sự khổ của chúng sanh thì gồm có cái gì khổ nè? Thứ nhất là cha tí bí đúc kha, nghĩa là sanh là khổ. Thứ hai là cha ra tí bí đúc kha, già là khổ. Thứ ba là gì? Áp gia tí bí đúc kha, bệnh là khổ. Thứ tư là gì? Marana tí bí đúc kha, chết là khổ. Thứ năm là gì? Cầu bắt đắc, tức nghĩa là mong muốn mà không được. Cầu bắt đắc, đắc là được, mà cầu mà không được, cầu hoài không được, là một cái sự khổ. Kế là gì? Ái biệt ly khổ, là thương thì phải xa, thương phải xa là một cái điều khổ. Rồi kế là gì? Quán tấn hội khổ, là ghét phải gần. Quý vị có nghe người ta nói một câu là gặp kẻ thù như kim đâm vào mắt, ở chung với người nghịch như nếm mặt nằm gai. Cho anh tràng vỗ tay. Là khổ. Thương phải xa khổ, mà ghét mà phải gần khổ không? Khổ. Nói tóm lại là chấp năm quẩn này, chấp cái thân này nè, thân tâm này nè, là của mình, là khổ. Như vậy gồm có bát khổ, là 8 điều. Sanh lão bệnh tử là 4 rồi. Ái biệt ly, quán tấn hội, rồi ái biệt ly khổ, quán tấn hội khổ, rồi chấp năm quẩn là khổ. Cái khổ này Đức Phật Ngài dạy chúng ta cần phải liễu tri. Quý vị hiểu cái từ liễu tri không? Liễu tri giống như tuệ tri, là thấy bằng trí tuệ. Mình có 3 cái biết hay là 3 cái thấy. Cái thấy thứ nhất là cái thấy, cái biết của thức tri, là cái biết do con mắt mình nhìn mình thấy. Cái biết do lỗ tai mình nghe mình biết. Cái biết do lỗ mũi, cái biết do cái lưỡi mình nếm mình biết. Cái biết do cái thân xúc chạm mình biết. Cái biết do cái ý mình suy nghĩ mình biết. Thì nó tạo ra 6 cái thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần, nó cho ra 6 cái biết. Từ con mắt, từ lỗ tai, từ mũi, từ miệng, từ thân, từ ý. Thì cái biết này gọi là thức tri. Ai cũng có hết, ngoại trừ mấy người khiếm khuyết, khiếm thị, là khiếm thính, thì họ thiếu thôi. Chứ còn mình mà đầy đủ lục căn rồi thì đều cũng có 6 cái biết này hết. Nhờ 6 cái biết này mình mới vận hành mình trong cuộc sống. Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ. Thì cái biết này gọi là thức tri. Cái biết thứ hai là cái biết của tưởng tri. Sanh nhà ná, tức là cái biết mà do mình nhớ lại, tưởng lại. Thí dụ như bây giờ mình học bài, mình học câu tiếng Anh đi. What's your name? How are you? Mình nhắm mắt lại, mình nhớ, tưởng lại. What's your name? How are you? Chúng ta sẽ sanh ra một cái biết. Cái biết này gọi là cái biết của tưởng tri. Vậy cái biết của tưởng tri này chúng ta có thể hiểu nó qua 2 cách. Cách thứ nhất là cái biết của học đường. Tức là lớn lên mình đi học 12 năm phổ thông, mình có một cái kiến thức phổ thông. Sau đó mình học vô đại học chuyên ngành, nào ngành y, ngành bách khoa, ngành gì gì vân vân, thì nó sẽ cho chúng ta một cái kiến thức nhất định. Ví dụ gì, một vị bác sĩ, một vị kỹ sư, một người có học thức, họ có cái biết chuyên môn của họ. Thì cái biết này thưa với quý vị chỉ là tưởng tri, tức là có học mới biết. Còn mình có học đâu biết. Bây giờ khám bệnh,
đến với họ, họ dùng những cái kỹ thuật siêu âm, thử máu, rồi khám theo cái cảm quan của cái vị bác sĩ, kinh nghiệm của vị bác sĩ, họ biết mình bệnh gì. Thì cái biết này gọi là cái biết của gì? Của tưởng, tưởng tri. Cái biết của tưởng tri là cái biết qua học đường và cái biết qua kinh nghiệm. Kinh nghiệm là sao? Là mình có nếm trải rồi mình mới sản sinh ra một cái biết. Cái người mà chưa trải qua thì hoàn toàn họ không biết. Thí dụ như ở ngoài Đà Nẵng này, cái người sống tại đây mới có kinh nghiệm nghe, về thời tiết nè, về môi trường, về cuộc sống. Mình có trải qua rồi mới biết. Chẳng hạn như mình có té rồi mới biết đau chứ, thấy không nè. Mình có đi mưa mới biết ướt, có đi nắng thì mới biết nóng. Chứ một đứa bé thì hoàn toàn nó không biết, vì nó thiếu cái tưởng, tưởng tri, cái sự nhớ lại. Mình đi xuống cái cầu thang này, mình dấp mình té ăn lần là mình nhớ suốt đời luôn á. Hãy mà đi xuống cầu thang là mình cẩn thận à. Vì sao? Mình có nếm trải rồi, mình có trải qua rồi. Có đi qua cơn mưa mới biết thường ngày nắng là kinh nghiệm. Có đi qua trống vắng mới biết cần có nhau. Có trải nghiệm nỗi đau mới biết cần chia sẻ. Có âm thầm lặng lẽ mới biết quý bạn bè. Vỗ tay đi. Hay không? Vỗ tay lớn vậy? Ai? Đó là cái biết của những người có trải qua. Trải qua thì cái biết này gọi là cái biết của tưởng, tưởng tri. Hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị phải đạt được cái biết của tuệ tri. Cái người mà biết nhìn cuộc đời này qua trí tuệ thì người đó sẽ bớt đau khổ và dần dần giác ngộ được sẽ hết đau khổ. Vì sao? Vì mình nhìn bằng tuệ. Tuệ tri là cái biết mà do trí tuệ. Trí tuệ của nhà Phật là gì? Là cái người này phải thẩm thấu hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái người này phải nhìn cuộc đời qua cái biết của nhân quả. Tức là mọi vấn đề mình nhìn, mình thường thì nhìn cái quả không mà mình không biết cái nhân. Ví dụ như mình nhìn mình thấy mình đẹp, mình tự hào, nhưng mà biết rằng cái đẹp thì từ đâu. Hôm nay mình giàu thì mình phải biết cái giàu này nó có từ đâu. Thì dựa vào cái lý nhân quả. Thí dụ trong kinh Đức Phật ngài dạy, giàu có dò bố thí, nghèo dò không cúng dường, sanh dòng họ cao quý nhờ kính người đáng kính, giàu gia đình hèn hạ do ngạo mạn kiêu căng. Vỗ tay đi. Người nào mà biết như vậy thì cái đó gọi là cái biết của tuệ tri. Thứ nhất, thí dụ kiếp trước có tu mới được giàu, kiếp này sung sướng lại quên sao. Sống lo bòn chải tham nhiều quá, chết có mang theo được chút nào. Vỗ tay đi. Kiếp trước không tu mới chịu nghèo, kiếp này khổ não nó cứ đeo. Người ta răng rắc còn dư giả, ngó lại phận mình túi vắng tèo. Tức là mình nhìn một cái sự việc là mình phải nhìn qua nhân quả. Phải tập nhìn như vậy mới gọi là cái người nhìn bằng trí tuệ. Mà trí tuệ ở đâu thì an vui ở đó. Kiếp này mạnh khỏe sống lâu là do kiếp trước gieo sầu nhân lành,
kiếp này bệnh hoạn mỏng manh là do kiếp trước sát sanh quá nhiều. Tập nhìn như vậy đi cho nó quen. Mình nhìn như vậy đi chi? Thứ nhất là thấu được nhân duyên thì mình sẽ bớt than phiền oán trách. Đó là cái an vui của mình. Cuộc sống này mình than thì đồng nghĩa với là mình khổ, mình mới than. Mình không hiểu biết mình mới than. Bây giờ mình hiểu biết rồi thì không có than. Tại nó có nhân có duyên mà, có nhân có quả hết. Mình nhìn cái quả không à, mình quên nhìn cái nhân, cho nên mình hay than. Bây giờ mình tập nhìn bằng trí tuệ. Cái gì mình cũng tuệ tri. Nhìn cái sự việc này là mình phải thấu luôn cái nhân nào dẫn đến. Cuộc đời có hợp có tan, định luật tự nhiên quá phũ phàng. Mỗi năm mỗi tuổi đời thêm ngắn, lo lắng làm chi chuyện thế gian. Mình lo quá nhiều. Biết đạo không buồn chuyện trái ngang, biết đủ không chi phải vội vàng. Từ bi hỷ xả lòng thanh thản, nghe lời Phật dạy sống an khang. Hay quá, chưa hết câu là câu này có vỗ tay rồi. Chưa có xuống sề, chưa có xuống giọng là vỗ tay rồi. Hôm nay quý vị đến đây, ngoài cái việc nghe pháp ra còn một cái việc nho nhỏ nữa, đó là vỗ tay. Quý vị biết không, cái vỗ tay ngày xưa mà trong cái thời trước mà nghe pháp là người ta xem giống như là một cái hình thức không có được trang nghiêm. Tức là vô nghe pháp là phải nghiêm túc, nghiêm trang, yên lặng, đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh để mà nghe. Nhưng mà cái vỗ tay thời nay á, nó rất là quan trọng. Thứ nhất là giúp cho quý vị không có thụ động, phải năng động, phải hoạt động thì nó đỡ buồn, buồn ngủ. Chứ mà ngồi im re hồi nữa là chứng ngủ thiền hết luôn. Biết ngủ thiền là gì không mà cười? Mình có 5 cái tầng thiền tới mà chứng đắc. Mà ngủ thiền là một trong những cái tầng thiền cao của thiền sắc giới. Từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngủ thiền. Đạt tới cái trình độ xả niệm lạc trú mới có cái trình độ ngủ thiền. Mà mình mà cứ nghiêm trang im ru một chút là chứng hết, ngủ thiền hết. Mà cái ngủ thiền kia là người ta có trí tuệ, thiền tuệ người ta mới chứng. Có tu thiền có trí tuệ, có giác ngộ, có chứng đắc. Còn ngủ thiền của mình đó nghe, là cái chữ ngủ đồng nghĩa cái chữ ngu một dần. Càng ngủ thì nó càng ngu, phải không nè? Trong truyện Kiều có một câu là chữ tài liền với chữ tai mấy dần? Một dần. Thì hôm nay quý vị học tiếp là cái chữ ngủ đồng nghĩa với chữ ngu một dần. Đời người là một gang tay đó, ai mà ngủ ngày còn lại nửa gan. Hay quá, vỗ tay đi. Cho nên cái vỗ tay ngày nay á, tùy cái thời kỳ. Ngày nay mà nghe pháp mà ngồi im ru là không được, chứng ngủ thiền hết. Mà ngủ theo cái nghĩa của chúng tôi nói á, là ngủ đồng nghĩa chữ ngu á. Cho nên vỗ tay ngày nay để mình thức tỉnh. Thứ nhất là người nghe cảm thấy năng động. Thứ hai là người nói cũng thêm cái phần, tăng thêm cái phần gì? Sôi nổi. Có thêm động lực để mà giảng pháp. Chứ mà giảng mà ngồi xuống thấy cái gì cũng đồng ý hết, không có một chút phản kháng,
Nói đúng cũng yes, nói sai cũng gật, cái gì cũng gật. Cuối cùng thì không phải là gật đầu đồng ý, mà là con cháu ông hội đồng gật, là ngủ gật đó. Quý vị biết ngày xưa nó có nhiều cái từ mà nó mang tính chất tiêu cực lắm. Thí dụ như cái chữ tu hú. Ngày xưa ai mà tu lết bết á, tu lè phè á, tu dở á, người ta gọi ông này tu hú chứ tu cái gì. Nhưng mà ngày nay cái chữ tu hú á, nó quan trọng lắm mà. Hú nhau tu, đúng rồi. Không hú mà giờ này có ai ngồi đây. Hú dữ lắm á. Hú dữ lắm. Bây giờ thích hú. Cho nên để tặng quý vị bài hát cho quý vị có thêm tinh thần. Chúng tôi đang nói đến cái ý á, là nhìn cuộc đời này qua lăng kính của tuệ tri, là nhìn bằng trí tuệ. Thì cái điều thứ nhất mà chúng ta nhìn đó là chúng ta nhìn qua lăng kính nhân, nhân quả hay nhân duyên. Cái chữ duyên nhà Phật nó quý lắm quý vị. Nó nhiệm màu. Thuận duyên thì mọi việc nó dễ dàng. Nghịch duyên đừng có mơ màng uổng công. Có duyên thì chuyện khó cũng xong. Không duyên chớ đợi, chớ trông làm gì. Còn duyên thì ở đừng đi. Hết duyên chấp nhận, có chi phải buồn. Thiện duyên phải giữ luôn luôn, ác duyên phải diệt tận nguồn mới yên. Đủ duyên thì cuộc sống như tiên, thiếu duyên thì mọi thứ ưu phiền phủ vây. Tình duyên có lúc dơ đầy, nợ duyên là chuyện xưa nay cõi đời. Thắng duyên là sự tuyệt vời, phước duyên đầy đủ rạng ngời tương lai. Gieo duyên chân chánh chẳng sai, tạo duyên tốt đẹp để xài dài lâu. Nhân duyên gieo tạo khỏi cầu, tùy duyên là để đối đầu khó khăn. Duyên đến thì nên kết, duyên hết thì nên buông, duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan. Dạng pháp do duyên, dạng sự tùy duyên, cứ an nhiên mà sống. Mình hiểu cuộc đời này qua cái lăng kính trí tuệ thì cái điều đầu tiên là phải thấu muôn duyên, là nhìn cái sự việc này mình phải coi cái nhân nào đưa đến. Vì vậy gửi tặng quý vị bài hát là Tình Pháp Duyên Tăng. Phật từ là từ thái tử đã qua dòng sông liên thuyền, tìm đến Bồ Đề ngồi thiền quán tưởng. Ôi hạnh phúc duyên thai, từ đây đạo Phật ra đời tòa khắp nơi. Đạo vàng thật là cao quý, thái tử Đạt Đa tu hành tòa ngát cho đời, đạo vàng chiếu sáng. Ôi Phật Pháp duyên tăng, là tăng cần lo cho đời bớt khổ đau. Cùng chấp bàn tay hoa sen nhiễm màu, kính lễ Phật Đà với một niềm tin
chung vui cho thơm hương đời bớt một niềm đau. Ngày mai hạnh phúc nơi nơi reo cười, đau thương nơi đâu sâu bi tham ái cách chia. Ta đem yêu thương về cho nhân thế, tìm về bạc chanh núp bóng từ bi, trao người diệt hết hận thù từ tâm khai mơ. Ôi hình bóng Như Lai từ bi thành tâm muôn vàng còn kính yêu. Ôi đời sống yên vui là vui, dịu nhau ta cùng chung sức tu. Hù 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 hù. Rồi nghe hú mà vỗ tay lớn vậy. Đó. Cho nên ngày xưa cái chữ tu hú á, nó mang cái ý nghĩa tiêu cực, không tốt, tu dở. Hôm nay chữ tu hú nó quan trọng lắm. Không hú nhau thì thử hỏi quý vị làm sao mà chúng ta có mặt ở đây, phải không nè. Cho nên mình cứ phát huy theo cái nghĩa tích cực. Mình á, cái vấn đề gì nó cũng có hai nghĩa hết. Nhiều khi cái người tu Phật chúng ta phải khôn khéo. Khôn khéo là sao? Tức là trong mọi hoàn cảnh, hoàn cảnh nào mình cũng an lạc, an vui được. Tức là mình chuyển đổi hoàn cảnh tùy theo cái khả năng trí tuệ tu tập của mình. Bây giờ quay lại, cái tuệ tri tức là cái người này nhìn cuộc đời qua lăng kính thứ nhất, đó là nhân quả hay là nhân duyên. Và khi mình nhìn qua cái lăng kính này rồi thì cái điều đầu tiên mà chúng ta hưởng được an lạc đó là gì? Chúng ta không có than phiền oán trách. Hiểu cái chữ than phiền oán trách không? Là chúng ta phải hiểu rằng đâu có gì tự phát sanh. Nhân duyên hòa hợp đủ đầy mà ra. Dù giận đừng mắng người ta, chỉ gieo thêm oán hận nay thêm đầy. Quán thì nên giải, chẳng nên gây. Để sao khỏi gặt đắng cay vào mình. Thương nhau thì mau sửa tánh tình, làm sao sớm giúp mọi loài chúng sinh. Không còn tham giận giam mình, khi người hạnh phúc thì mình yên vui. Bây giờ mới vỗ tay. Tức là chúng tôi đang muốn nói đến một câu là gì? Thấu muôn duyên thì không than phiền oán trách. Ở đây quý vị nào mà còn than, còn phiền, còn oán, còn trách, chúng tôi dám chắc với quý vị cái người này chưa thấu nhân duyên, chưa thấu muôn duyên. Tại vì mọi vấn đề sanh ra đều phải có nhân có duyên, chứ không phải tự nhiên. Đâu có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả. Điều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đâu xa. Quý vị nghĩ coi có cái gì tự nhiên không? Không có gì tự nhiên hết. Phải có nhân có quả, có nhân có duyên. Kể cả hôm nay mà chúng tôi gặp quý vị ở đây cũng là nhân duyên.
bằng chứng á, có cặp vợ chồng đó sống chung với nhau á, không thấy hạnh phúc, thấy toàn là khổ đau. Cái ông chồng nói sao biết không? Ông nói chắc kiếp trước á, tôi dũng đường tu, cho nên kiếp này tôi mới gặp bà. Tại ông đổ thừa là kiếp trước ông giống như là tạo toàn là cái nghiệp chướng gì đâu không à. Hôm nay mới gặp bà. Thì bà mới nói, trả lời một câu rằng, đâu có dựa. Bà trả lời sao biết không? Không biết kiếp trước tôi tạo nghiệp gì mà kiếp này tôi lại gặp ông. Đó. Hai người này nói chuyện nhau mình nghe cũng hay, là hai người đều hiểu nhân quả. Phải không? Khi mà chưa hiểu nhân quả thì mỗi lần mà cái nghiệp đó đến mình sợ lắm. Thậm chí mình đi xem thầy, thầy nói năm nay là cái hạn của mình, năm nay là tam tai, năm nay sẽ gặp xui gặp rủi, những điều không may. Trời ơi, mình lo dữ lắm, mình sợ dữ lắm. Mình về mình cố làm sao cúng sao giải hạn, nhờ thầy này thầy kia đủ thứ hết. Đi ra đường thì cẩn thận, dòm trước ngó sau, sợ nghiệp nó đến, sợ cái quả xấu nó đến. Thưa với quý vị, cái người mà như vậy là cái người này chưa có thấu nhận nhân duyên. Nghiệp đến mà sợ là chưa thấu nhân duyên. Trước đây thì mình sợ, còn bây giờ là mình không sợ. Vì sao? Nghiệp là của ai? Mình thọ nhận cái quả của ai? Của mình chứ của ai? Mình nhận cái nghiệp này là nghiệp của mình, chứ đâu có nhận cái nghiệp của cái bà kế bên đâu mà sợ. Mà chúng tôi xin báo cho quý vị nghe, nhân quả rất là phân minh. Của ai nấy hưởng, của ai nấy nhận, chứ nó không có cái chuyện lầm lẫn. Tòa án nhân quả nghiệp báo là một cái tòa án phần mình nhất. Hãy gieo gì thì gặt đó, làm gì thì hưởng đó. Cho nên bây giờ nghiệp đến mình không còn sợ nữa. Mà người tu chúng ta là khi nghiệp đến thì phải nhìn bằng trí tuệ. Đôi khi mình không sợ, không buồn mà lại vui nữa. Thí dụ gặp người mã lị chớ phiền, hãy mừng vì gặp khổ duyên để hành. Bao nhiêu nghiệp chướng chung quanh là bao nhiêu dịp để thành đạo cao. Thì cái này chúng tôi gọi là cái người có tu á, là họ chuyển đổi cái hoàn cảnh, từ cái hoàn cảnh là nghiệp chướng sang cái hoàn cảnh để mà tu tập. Không đau khổ lấy gì làm chất liệu, không buồn vui sao hiểu chuyện con người. Thì có đau khổ mình mới đến đây mình tu chứ. Vì vậy cái việc tu của chúng ta thật sự nói thì nghe nó hơi trái tai một chút, nhưng mà nghĩ cho sâu thì rất là đúng. Thật sự tu không phải để hết khổ quý vị. Nghe lạ không? Lạ. Vì sao? Vì hết khổ lấy gì tu? Thấy khổ mà tâm không động, đó mới là công phu. Cái người tu chúng ta mà hết khổ rồi thành Phật rồi. Chỉ có Phật thì mới hết khổ thôi. Nghe cho kỹ, chỉ có Đức Phật với các vị thánh đệ tử của Đức Phật giác ngộ hoàn toàn thì họ mới hết khổ. Vì sao? Vì họ không có còn dính mắc tham ái trong cuộc đời này. Còn mình thì sao? Mình thì ai cũng tham hết. Con người thì ai cũng tham, kể cả chúng tôi. Nhưng mà phải biết việc làm đúng sai. Đừng vì tham vọng phát tài
gây nên ân oán kéo dài khó yên. Cho nên tất cả chúng ta đó, bây giờ mình không có sợ tham sân nữa. Vì sao? Vì sao quý vị? Vì tham sân là mình mà. Mình là chúng sinh. Cái chữ chúng sinh nó gạch cái dấu bằng ngang là tham sân si. Còn chữ giác ngộ á, gạch bằng là gì? Không tham, không sân, không si. Đúng không nè? Đức Phật bậc giác ngộ thì mình đánh cái dấu bằng ra là vô tham, vô sân, vô si. Còn mình là chúng sinh, gạch cái dấu bằng ra là gì? Tham sân si. Cho nên bây giờ mình nói mình sợ tham sân si là sao sợ? Nó là của mình rồi, bây giờ đâu sợ. Cho nên quý vị phải học câu này. Mình biết mình là chúng sinh, là phàm phu, thì bây giờ đọc theo chúng tôi: không sợ tham sân sanh khởi. Đọc theo. Chỉ sợ mình không biết đó là tham là sân mà thôi. Mình thuộc cái dạng cái đáng sợ thì mình không sợ, mà cái không đáng sợ thì mình lại sợ. Thí dụ, cái đáng sợ của mình là gì? Mình không biết đó là tham, mình không biết đó là sân, để mình dừng lại. Còn cái không đáng sợ là gì? Cái chuyện tham sân đó là cái chuyện của mình. Mình sợ lãng xẹt lắm. Thí dụ, thật sự nghe, cái chết nó không có đáng sợ, mà cái đáng sợ là chúng ta sợ chết. Không hiểu từ đâu mà sợ chết dữ lắm. Ở đây có ai không sợ chết không? Thấy không? Im ru mà ru hết rồi. Sợ dữ lắm. Thấy không? Sợ quá. Nhưng mà chúng tôi nói là thật sự cái chết nó không đáng sợ. Vì sao quý vị biết không? Quý vị tu theo đạo Phật, theo quý vị có luân hồi không? Có. Nghiệp báo luân hồi mới tin vô hai cái này. Thấy không nè? Mà quý vị có nghe cái từ là luân hồi vô số kiếp, có nghe không? Có. Thì đồng nghĩa với chúng ta là chết vô số lần, đúng không? Mình cứ từ đó mình suy ra thôi. Luân hồi là một kiếp, luân hồi là một kiếp, mà mình luân hồi không thể đếm được luôn. Tức là luân hồi vô số kiếp là không đếm được, vô số là không đếm được. Thì đồng nghĩa với chúng ta đã từng chết vô số lần. Hôm nay chết thêm lần nữa không lại sợ? Tao phải mới chết đâu. Cái người mà mới lần đầu chết thì sợ. Mà thưa với quý vị là mình chết không thể đếm được luôn. Chết nhiều như vậy mà bây giờ chết thêm lần nữa sợ. Và chúng tôi xin báo cho quý vị, nếu mà không chết á thì làm sao có sanh? Nếu không có một ông già 80 tuổi lìa đời thì làm sao có đứa bé sơ sinh chào đời? Đúng không nè? Như vậy thì đứa bé sơ sinh này chào đời là nhờ cái ông già 80 tuổi lìa đời. Một đứa bé gái sơ sinh chào đời thì đồng nghĩa với một cái bài già 80 tuổi thì phải lìa đời, thì nó mới ra đứa bé sơ sinh chào đời. Luân hồi, đúng không nè? Và nếu như không có đời trước mình chết đi thì đời này mình có bạc không? Không. Mà lạ, lạ cái thì sao? Đứa bé sơ sinh chào đời thì mình mừng, mà ông già 80 tuổi lìa đời cái mình buồn. Ông già 80 tuổi lìa đời thì mới ra đứa bé sơ sinh chào đời. Thấy không nè? Như vậy thì hiểu được như vậy thì mình có sợ không? Ai cũng sợ rồi, trả lời vô duyên. Sợ. Nhưng mà rồi sợ nó cũng chết chứ đâu có sống. Có nhiều người thôi sư ơi sợ đi, sống lâu được chút. Thấy không nè? Sợ sống lâu được chút. Thật sự ra quý vị biết không, ai sinh ra đời cũng một lần phải chết hết. Chết đi rồi có hết được đâu. Sự sống mới rồi sẽ lại bắt đầu.
hành tinh xanh mãi ươm màu hy vọng. Đi vào đời với hai bàn tay trắng, lúc lìa đời thì trắng cả hai bàn tay. Khi sống thì tham nhặt cho đầy, để mang lấy nghiệp trả dài nợ đời. Kiếp luân hồi này có sinh có diệt, đời vô thường giả tạm hư không, thấy rõ ràng. Cho nên chúng ta phải nghĩ rằng cuộc đời này như ngọn cỏ gió lùa vậy đó. Mỗi giây phút là bay đi tất cả. Nếu đã biết thì ta nên buông xả, cho lòng mình nhẹ hẳn với thời gian. Dù vô thường đến ta vẫn hân hoan, chẳng có chi mà ta phải lo phải sợ. Nếu đã biết thân xác là tạm bợ, có gì đâu tranh chấp mãi gần xa. Hãy xem mình là hạt bụi giữa ngàn hoa, nhẹ nhàng đến và đi cùng mây trắng. Quý vị nào cũng nói thân xác là tạm bợ hết, nay còn mai mất, thân là giả tạm mà, vô thường. Quý vị có thấy điều này không? Thân này giả tạm không? Đất nước lửa gió nó hình thành thì một ngày nào đó nó cũng trở về đất nước lửa gió. Thân từ cát bụi mà, thì một ngày đó nó cũng sẽ trở về cát bụi. Mà mình dính mắc vô cát bụi này dữ lắm à. Nhất là mấy bà vợ đẹp đẹp, ông chồng dính mắc dữ lắm. Đi đâu hoài ông buồn, nhất là đi chùa á. Sao bà đi chùa quá vậy? Nhằn dữ lắm. Ông thương, ông ghen, ông sợ mất. Mấy người mà có ông chồng vậy á, chúng tôi chỉ cho ông cách. Tối nay đi về mà ông nhằn nhằn á, nhắc ông liền. Nói sự chánh định dạy rằng là: xin chồng nhớ cho em là cát bụi, em là cát bụi xin. Đó, tối nay về ông nào mà ông ghen ghen, ông nhằn á, nhắc ông giùm. Mà nếu như mà ông này á nghe, mà ông có tu nhiều đời nhiều kiếp á, chỉ cần một câu nhắc là thôi là ông ngộ á. Ông ngộ liền, ông thấy đúng rồi. Cuộc đời là cát bụi mà, cát bụi cuộc đời. Ủa mà vợ mình cũng là cát bụi chứ có gì đâu. Vậy thì vợ mình nhắc mình đúng chứ. Ông chồng nào mà ông có lợi căn, ông có trí tuệ, ông nhìn nhắc cái ông nghe cái ông thấu hiểu liền, ông giác ngộ được, ông cảm ơn lia lịa, nói em hay quá, đi chùa về em giác ngộ xong giác ngộ cho anh luôn. Nhưng mà lỡ cái ông chồng này ông chấp mê bất ngộ, cố chấp, thương vợ quá, trời em nói sao vậy, em một đống đó mà làm gì vậy? Cắt bụi nào đây, nhìn thương muốn chết ở đó mà cắt bụi gì, thấy không nè. Nếu cái nhìn cái hình tướng á, không có nhìn gọi là sắc bất dị không á, không bất dị sắc á, ông nghe xong cái ông chấp mê bất ngộ, cái ông lại càng bực nữa. Ông nói trời, em tu riết rồi sao mà thấy giống như tẩu quả nhập ma vậy. Ông chửi mình. Lúc đó đó, cái người mà có trí tuệ á, mình nhắc cho chồng mình mà chồng mình không ngộ, thì mình phải tự nhắc. Nhắc mình cách nào? Là cũng xin chồng nhớ cho em là cát bụi, em là cát bụi xin chồng chửi đi. Trước đây thì mình buồn là ông chồng chửi mình, hôm nay mình ngộ mình là cát bụi rồi thì ông chồng chửi mình còn buồn không? Nếu mà mình buồn thì mình còn nghĩ mình là mình, còn nếu như mình nghĩ mình là cát bụi thì có buồn không? Ông chồng chửi ai? Ông chửi cát bụi. Chấp ông chửi luôn á, ông chửi từ sáng tới chiều cát bụi không có buồn.
Trước đây ông chửi ông, em câu em bực lắm. Còn bây giờ em ngộ rồi. Em ngộ là cái thân xác này nó là từ tứ đại. Đất nước lửa gió nó hình thành. Bây giờ em ngộ rồi, anh có chửi em cỡ nào em cũng không có buồn. Mình mà buồn là mình còn chấp chửi mình. Còn người nào mà không buồn thì người đó mới biết rằng ổng chửi cát bụi. Mình nhắc tới ổng nói là xin chồng nhớ cho, em là cát bụi, em là cát bụi, xin chồng chửi đi. Please, mời đàng hoàng. Mời anh cứ chửi. Anh chửi khi nào anh thấy mệt thôi. Nhưng mà nếu mà tới đó mà ông chồng mà nào mà ổng có tu á, ổng ngộ á, thì ổng ngưng chửi. Còn lỡ gặp ông chồng này ổng lại chấp mê bất ngộ dữ nữa, ổng chửi mình mà mình không có nhúc nhích gì hết, mình còn nói lại một câu, ổng sân tới tột đỉnh rồi. Lúc đó cái ổng thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Thì mình là người tu thì mình cũng niệm luôn, xin chồng nhớ cho, em là cát bụi, em là cát bụi, xin chồng quánh đi. Này số dại à, ông quánh thiệt cái mai đi kiếm sự định mang vô. Chết rồi, sư giảng hay quá. Sư giảng thì sao, chỉ thì sao, con về giờ mặt mày con bầm hết trơn. Câu đầu thôi, câu sau đừng có hành theo, vì mình phải hiểu cái ý quan trọng lắm. Quý vị biết không, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn á, là một nhạc sĩ tài hoa. Những nhạc phẩm của ổng nổi tiếng lắm, đi vào lòng người. Mà chẳng những Việt Nam mà còn dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới nữa. Cụ thể có cái bài hát Diễm Xưa. Bài hát này được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất. Giai điệu ca từ rất là nhẹ nhàng mà thâm sâu. Thì có nhiều nhà bình phẩm á, cái tác phẩm Diễm Xưa này á, là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn á, viết tặng cho người yêu cũ. Nhưng mà nhạc sĩ cố giấu đi. Nhạc sĩ là một phù thủy ngôn từ mà. Nhạc sĩ cố giấu là sao? Thay vì nói người yêu cũ, người tình cũ, người thương cũ, nhạc sĩ xài cái chữ xưa. Diễm Xưa là người tình cũ. Chứ xưa là cũ. Đồ xưa, đồ cũ đó. Nhưng mà chúng tôi báo cho quý vị biết nha, cái gì mà đồ cũ, đồ cổ đều lên giá. Chỉ có người cũ và người cổ là xuống giá thôi. Thì có nhiều người bình luận cái chữ xưa là cũ. Còn cái chữ Diễm là gì? Nhiều người nói Diễm này chắc là tên của cái người yêu cũ. Thì có nhiều người họ phản đối, nói đã giấu được cái chữ tình cũ lấy cái chữ xưa rồi, phải giấu luôn cái tên chứ, không lẽ giờ đã giấu được cái chữ tình cũ ra cái chữ xưa, bây giờ ông lại đem cái tên người yêu ra nói luôn thì nó lộ sao? Cho nên cái chữ xưa này, cái chữ Diễm này có nhiều người phân tích không phải là tên của cái người yêu cũ, không phải là tên cô gái, mà cái chữ Diễm này là đẹp. Diễm Kiều, Diễm Lệ, đẹp. Tức là cái ngụ ý của cái đề tài của bài hát này là Diễm Xưa là người yêu cũ đẹp. Thì trong cái bài hát nó có cái câu đầu tiên là gì? Mưa, vánh mưa bay trên từng tháp cổ. Cái chữ tháp cổ này có nhiều người họ phân tích dữ lắm. Có nhiều người nói cái tháp cổ là một cái ngôi tháp cổ xưa, một cái ngôi tháp, bảo tháp á, thờ á, là cổ xưa. Rồi có những cái cơn mưa nó phủ trên cái ngôi tháp đó, cho nên mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ. Nhưng mà mình nghĩ theo cái từ như vậy á thì nó đúng, tại chữ tháp cổ mà. Nhưng mà nghĩ theo cái nghĩa khác á, là vì cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn á, là một phù thủy ngôn từ. Thật sự cái tháp cổ này á, là nghe nói đâu á, là cái nhạc phẩm này nó ra đời vào khoảng thập
đầu thập niên 60. Mà thưa với quý vị, trước năm 1960, người phụ nữ Việt Nam của chúng ta đó bị cái nền phong kiến á, nó đô hộ. Cho nên người phụ nữ của chúng ta là phải là khuê môn bất xuất này. Ra đường phải kính cổng cao tường, nghĩa là ra đường là phải mặc làm sao cho nó kín đáo, chứ không được quyền hở. Nhưng mà đầu thập niên 60 á, thì lúc đó cái thời trang á, bắt đầu mới cách tân đi, đổi mới. Thì người phụ nữ Việt Nam của chúng ta lần đầu tiên trong cuộc đời được mặc một cái áo dài cách tân cổ tròn. Ngày xưa là phải cổ cao, che cần cổ lại, che được cái gì che đó. Ngày xưa phụ nữ đã được che được cái gì che. Nhưng mà lần đầu tiên trong lịch sử thời trang á, là người phụ nữ Việt Nam chúng ta ra đường á, mới được phép mặc cái áo dài cổ tròn. Mà nghe nói người đầu tiên mặc cái áo dài cổ tròn là bà Trần Lệ Xuân, vợ của cố vấn Ngô Đình Nhu vậy đó. Là người đầu tiên mặc cái áo dài cổ tròn. Thì thưa với quý vị, người phụ nữ mà, tạo hóa đã cho người phụ nữ là sắc màu và đường cong. Cho nên lúc bấy giờ người phụ nữ đi ra đường hễ khoe cái gì thì người đàn ông nhìn cái đó. Lúc bấy giờ chỉ khoe cái cành cổ thôi. Nghe nói là cái bối cảnh lịch sử ra đời của cái nhạc phẩm này á, là vào đầu thập niên 60 tại thành phố Huế. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đang ngồi trong một cái quán cà phê. Lúc bấy giờ một cô gái Việt Nam mặc cái áo dài cổ tròn mới đi dưới cái con lộ phố Huế, đi trên phố Huế. Huế thì mưa phùn mà, những cái hạt mưa phùn nó lất phất nó mới rơi trên tóc của cái cô gái đó. Và rơi nhiều như hạt mưa phùn thì nó tạo thành giọt nước, nó chảy xuống những sợi tóc mai này và nó trôi xuống cần cổ. Thì người đàn ông lúc bấy giờ ra đường thấy người phụ nữ hở cần cổ là ngắm cần cổ thôi. Thì Trịnh Công Sơn cũng một trong những người đó. Ông nhìn cái đó cái ông mới cảm tác ra một cái câu hát là mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ, là cái tháp cổ cô gái. Thì câu tiếp theo mới là dài tay em ái khoe mắt xanh sao. Có chùa chiền nào ở đây? Có tháp chùa nào ở đây? Hiểu không nè? Tức là diễn tả là cái cô này có cao, cũng có cái những cái cổ, cũng có cái ngắn. Những cái ngấn cổ là cái những cái tháp cổ. Tại nhạc sĩ là một phù thủy ngôn từ, xài từ ngữ là tuyệt vời lắm. Còn cái này biết đúng hay sai thì chỉ có nước đợi cố nhạc sĩ sống lại rồi hỏi, chứ cái này là bình phẩm chơi thôi, vui thôi nghe, chứ đừng có coi đây sự thật bất công rồi mốt nói là sự kiểm định là bình phẩm rồi đó. Nhưng mà cái ý của chúng tôi không phải là muốn phân tích cái bài diễm xưa này, mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị bài diễm sư. Tại sao có cái bài diễm sư? Diễm sư là người tình cũ đẹp, mà nhạc sĩ đã khéo dùng ngôn từ ra được cái chữ diễm sư. Ngày xưa mà ai mà đi cua cô này cô nọ mà cổ không thích, cổ sẽ nói một câu là xưa rồi diễm, chứ không còn diễm sư nữa. Không có cửa đâu, xưa rồi em, xưa rồi diễm. Thấy không nè? Như vậy thì cái nghĩa của cái chữ diễm xưa là người yêu cũ đẹp, theo cái sự phân tích này. Còn bây giờ chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một cái bài hát có cái tựa đề là diễm sư, tức là sư đẹp. Không lẽ giờ mình nói mình đẹp kỳ quá. Mình cũng mượn cái ý của cái ngôn từ là diễm, diễm sư, là muốn cho mọi người biết là sư đẹp. Đó, vỗ tay cái đi. Xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Diễm Sư. Diễm Sư là mưa vẫn mưa bay trên từng tháp cổ. Còn Diễm Sư là gì? Pháp nở trong tâm rạng ngời ánh đào. Mặt trời chân lý chiếu sáng nhân gian. Đêm đã qua đi mong đời bớt khổ, nguyện cầu tâm thức trong sáng muôn phương.
ta vẫn trong ta tâm thiền lắng động. Niềm kinh bạc ai so hết ưu tư, trên bước ta đi âm thầm pháp độ. Đạo lành ban khắp xóa nhòa giấc mơ. Chiều nay ngồi đây tâm tư yên lặng, pháp nhu vàng trong tâm thiền ngày nay khắc ghi. Lòng không khổ đau tiếng tu tin trong lòng ta, sanh tử dây quanh vô thường áo mộng. Ngày sau dân biết kiếp sống qua đi, xin lắng tâm tư cho người sống lại, để người luôn nhớ cuộc đời có chi. Như vậy Diễm Sư ở đây là sư đẹp, mà đẹp cái gì? Đẹp ở tâm hồn, chứ không phải đẹp cái sắc này đâu, mà đẹp đẹp ở dưới la hoài. Tức là con người của chúng ta là đẹp ở cái tâm hồn, nó giá trị hơn đẹp cái sắc thân nhiều. Mà cái tâm hồn này là phải sao? Phải thể nhập được pháp của Đức Phật. Là sao? Là gì? Niềm kinh bác ái so hết ưu tư, trên bước ta đi âm thầm pháp đồ. Đạo lành ban khắp xó nhòa giấc mơ. Đó là cái đẹp của cái tâm hồn của cái người tu, của cái người xuất gia, của một nhà sư. Nét đẹp của nhà sư là cái nét đẹp mà của giá trị của đạo đức nè, giá trị của cái người tu hành nè. Đẹp ở cái hiền thiện ở trong tâm mình, đúng không nè? Giống như mình tu sao cho thật là hiền đó, nhìn cái người tu nó hiền vậy đó. Giống như quý vị gọi là an lạc trong cái tà áo lam vậy đó. Nhìn cái tà áo lam thấy con người mình nó hiền nó bớt đi, thấy không nè? Còn mặc cái đồ kia vô thấy nó dữ. Mình đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, đi với thầy thì mặc áo tràng, đẹp không? Nhưng mà đi với chồng thì mặc áo đầm. Đó. Vỗ tay đi. Mặc cái áo tràng thấy nó nét đẹp. Thương sao chiếc áo lam đó. Mặc vào thì tánh tham nhẹ phiền vậy đó, đúng không? Tức là mặc vô chiếc áo lam vô thấy người mình nó hiền lắm. Nhưng mà mặc chiếc áo đầm vô chưa chắc à. Đi với chồng đi xong về gây à. Còn áo lam không có, áo lam là cứ thấy nó hiền từ lắm. Như vậy thì cái Diễm Sư ở đây là gì? Là muốn nói là đẹp ở cái tâm hồn, chứ không phải sự nhất định là đẹp nha. Rồi đẹp gì? Thân này nhìn thấy gọi là soi gương thấy mặt mình xinh đẹp vậy đó. Vậy cả hồn sưng mắt diệu hiền, sáng trưa chiều tối gương làm bạn, ta ngỡ cõi đời quá cõi tiên. Dòng thời gian bỗng dưng khúc khiểu, vô thường đâu dị nể hồng nhan. Soi gương không gặp mùa xuân nữa, chỉ thấy hằng sau nỗi bất an. Cái già đến rồi thì cái dung nhan mình nó phải xấu đi, thấy không? Thân chứa đựng thì biết bao nhơ nhớp, che mắt người bằng lớp da trơn thôi. Lắm người chẳng nghĩ thiệt hơn mà tô son thép phấn phết sờn hàng ngày. Cứ ngồi đó mà tô vẽ đi. Cho nên đó là cái đẹp ở đây là cái đẹp của tinh thần, của tâm hồn. Thí dụ nè, sư chánh định, tâm đà chánh định, vàng tinh anh, trổ nụ đàm hoa. Cho nên đẹp ở đây là cái đẹp của cái tinh thần. Mình ngộ được Phật Pháp, mình hiểu được lý nhân quả,
mình không còn có biện đau buồn than trách nữa. Đó là mình nhìn bằng tuệ. Mình nhìn bằng cái gì nè? Bằng tuệ tri. Bằng tuệ tri. Nhìn bằng tuệ tri thì qua cái lăng kính thứ nhất là nhân quả. Qua cái lăng kính thứ hai là gì? Trời mưa rồi. Mời quý vị ngồi xích lên trên đây cho Phật tử sau vô ngồi. Xích vô sau vô. Sau bên trên luôn nè, sau bên trên ngồi quay mặt qua sư nè, ngồi đối diện sư nè, à, quay mặt qua sư nè, à. Đó, ngồi mặt qua sư đó, cái mặt trên đây ngồi quay mặt qua sư, rồi dưới ngồi thẳng lên, à, vô hết đi, à, vô xong cái mình hồi hướng cái mình kết thúc luôn vậy, sao? Chưa chết được đế, trời trời. Dạ mới có con đế à, trời mưa rồi, tức là cái khổ đế này cần phải liễu tri, mà liễu tri qua cái tí, trí tuệ, tức là thứ nhất là thấu nhân quả nhân duyên, cái thứ hai là gì? Ô vô thường, tức là mình phải thấy rằng bản chất của cuộc đời này là vô thường, cuộc đời có hợp có tan đó, định lực tự nhiên quá phũ phàng, có cái gì mà bền vững đâu, đời vô thường mà quý vị. Biết đâu mà lường. Thôi thì hãy sống bình thường bằng tất cả yêu thương. Hãy tin vào vô thường. Rồi ngày mai sẽ khác. Lòng sẽ nhẹ nhàng hơn. Hoa mọc lên từ rác. Cái người mà tin vào vô thường họ không có khổ. Thấu muôn duyên thì không có than phiền quán trách. Mà ngộ vô thường thì buông xả tánh mặc nhiên. Vì mình chưa buông xả được cho nên mình mới khổ. Mình mong được cho nên mình sợ mất. Mình mong có cho nên mình sợ không. Mình mong thành công cho nên mình sợ thất bại. Đặc biệt là mình mong đẹp cho nên mình sợ xấu. Mình mong trẻ cho nên mình sợ già. Mình ham sống cho nên mình sợ chết thôi chứ có kỹ gì đó. Nếu mà vậy không ham sống thì cái chết đâu có sợ gì đó. Mình muốn hạnh phúc cho nên mình sợ khổ đau. Thì bây giờ muốn cho mình bớt đi những cái lo sợ đó thì giảm cái kia đi, giảm cái ham đi. Giảm cái ham đi là cái kia nó bớt liền. Ví dụ như mình không có ham đẹp thì cái chuyện xấu đâu có ảnh hưởng tới mình. Bạn không đi thi thì bạn đâu có sợ rớt. Không nè. Đơn giản. Thì bây giờ là mình giảm cái ham kia đi. Mình là ham dữ lắm. Ham ăn nè, ham ngủ nè, ham tiền, rồi ham khen, ham đẹp, ưu phiền khổ đau. Năm ham dứt bỏ cho mau, thân tâm an lạc, khỏi vào chùa am. Còn vào đây là biết còn ham gì. Thấy không nè, bây giờ bớt ham đi. Đơn giản là ham nhiều thì khổ nhiều. Ham ít thì khổ, khổ ít. Mà không ham thì không khổ. Mà khổ một cái con người, không ai không ham hết. Chỉ còn ít với nhiều. Thì bây giờ mình ra làm sao mình ham? Ham ít để mình khổ, khổ ít. Ai ham nhiều thì người khổ nhiều. Thì bây giờ ở đây sẵn mình làm một cái bài test đi. Đâu ai ham nhiều đưa ta lên coi. Ý qua xin lỗi, ai khổ nhiều đưa ta lên coi. Đó, không ai dám đưa hết trơn. Ai khổ ít đâu. Thấy không? Không dám đưa luôn. Mình là khổ bù đầu bù cổ luôn. Là vì mình ham. Ham nhiều. Cái người trí á, họ ít có để ý đến cái chuyện hạnh phúc. Cho nên họ cũng chả có sợ cái sự khổ đau. Cái hạnh phúc của con người mình là có 5 cái miếng mồi. Thứ nhất là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Nói theo cái danh từ cho dễ hiểu là gì? Sắc tài, danh thực thì. Sắc đẹp, tiền tài, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, ham mấy cái đó. Phải ham mấy cái đó càng nhiều thì khổ càng nhiều. Cho nên mới có một câu là suốt đời tôi mãi đi tìm đó. Cố tìm hạnh phúc thì gặp
nghìn đắng cay. Mình cố tìm bao nhiêu cái hạnh phúc thì cái khổ đau nó bấy nhiêu. Cho nên bây giờ mục đích của chúng ta là phải giảm bớt. Nhất là mấy chị em, chúng ta muốn bớt khổ thì bớt ham đẹp đi, thì đỡ sợ xấu. Sợ xấu dữ lắm, soi gương rồi thấy bắt đầu già, đâu bắt đầu sợ. Mà rồi nó cũng xấu chứ đâu có phải đẹp hoài. Vô thường mà. Tặng quý vị bài hát Đời Là Vô Thường để khép lại bài giảng hôm nay. Còn cái phần ba đế còn lại bắt đầu giảng tiếp. Hôm nay quý vị biết không, giảng ba bài pháp rồi đó. Thức dậy hồi 2 giờ, ra sân bay, bay ra đây 7 giờ, chạy xuống chùa Huệ Quang giảng thời. Trưa qua chùa Hải Dân Sơn giảng thời. Giờ đến chùa Hòa Tiên thành tiên luôn. Giảng thời đó. Gửi tặng quý vị nhạc phẩm Đời Vô Thường để khép lại bài giảng hôm nay. Phần còn lại xin thiếu nợ. Thưa với quý vị, cái này thiếu nợ đó nghe. Cái này là một cái nghệ thuật làm ăn mà biết giữ mối. Để lần sau ban tổ chức mới mời mình ra mình trả nợ chứ. Thấy không nè, lúc đó ban tổ chức là cầu cho mình sống lâu để mình ra mình trả nợ. Mong cho mình mau mau trở ra Đà Nẵng để trả nợ. Cho nên xin phép quý vị cho chánh định thiếu nợ để khép lại bài giảng hôm nay. Tặng quý vị nhạc phẩm Đời Vô Thường. Cái người mà có trí tuệ là thấu muôn duyên thì không có than phiền quán trách. Cái người có trí tuệ là ngộ vô thường thì buông xả tánh mặc nhiên. Khi mà quý vị đạt tới cái tình độ mà buông xả mặc nhiên rồi là quý vị không có gì mà khổ đau hết. Vì mình buông chưa được cho nên mình mới khổ đau. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Đời Vô Thường. Đời mình không bao lâu, thế rồi cũng về già. Đừng xây đắp cành hận thù, tham đắm xa hoa, lăn vào cuộc sống đoan trường không ham muốn. Nên quyết chi đi tu, cuộc đời bao đau thương. Lấy nhiệm vọng tục ly để mong thức tình được đời sống vô thường. Quyết tìm chân lý, nguyện thề thương sanh chung. Đành quyết chí tu hành, khuyên nên đi chùa đem tâm nguyện cầu tam bảo. Xin trên chứng lòng độ người phước đức căn tu. Mong cho muôn người mau sớm đạt đường chân chánh. Mong sao viên thành để cứu đời an vui. Người đời không lo tu, đến rồi cũng muộn màng. Nhờ đâu phước được làm người, tính tấn lên đi. Đừng chờ chi nữa, lời nguyện trong tâm trí. Nguyện kiên quyết tu trì, tinh tấn lên đi. Đừng chờ chi nữa, lời nguyện trong tâm trí. Nguyện kiên quyết tu trì. Trước khi khép lại buổi giảng hôm nay, chánh định xin phép có lời tri ân đến ni sư trụ trì cùng ni chúng, đặc biệt là toàn thể quý vị Phật tử của đạo tràng Hòa Tiên
Quý vị vì thương mến chánh định mà cho nên có mặt ở đây giúp cho chánh định có một buổi giảng vô cùng thành công. Tự khen mình luôn, không biết có thành công mà tự khen mình luôn. Vô cùng thành công mà không thể nào hơn được nữa. Bây giờ giảng hết sức rồi, không thể nào hay hơn được nữa. Tới đây là nó maximum rồi, hết sức khỏe luôn. Bao nhiêu hơi hám từ sáng đến giờ giảng gọi là tận cùng luôn rồi. Cho nên không thể nào hay hơn nữa. Mà hát cũng tới đó chứ không có thể nào hát hay hơn nữa. Giảng cũng tới đó, hết giảng hay hơn nữa rồi. Cho nên mong quý vị hoàn hỷ cho trong buổi giảng. Nếu có điều chi sai sót, mong quý vị cũng niệm tình hỷ xả. Mình là người tu mà, làm khổ nhau chứ. Có cái gì thì hỷ xả cho nhau, mình quan hỷ, thấy không? Không quan hỷ hả? Trời ơi, thấy chưa? Cũng có người không tha chứ. Quan hỷ cho nhau đó là cái người mà càng hướng đến vị tha đó, thì càng nghe an lạc nở hoa trong lòng. Mà người càng ích kỷ đèo bông, khổ đau, bất an, phiền não mà lòng vòng khổ đau. Nói cho vui vậy thôi, biết quý vị mà những gương mặt này ai cũng từ bi hỷ xả chứ. Thôi chính định xin được dừng lại ở đây. Trước khi dứt lời một lần nữa, kính chúc quý vị một buổi tối vô cùng an lạc, vô lượng cát tường, an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.